Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn có nhìn thấy điểm gì khác biệt không ạ? Vâng, đó chính là cái răng gầu các bạn ạ. Đây, cái máy xúc của mình nó bị mất một cái tuột một cái lợi các bạn ạ. Nghĩa là nó bị gãy một cái lợi. Này mình sẽ phải tháo cái gầu ra và cầm đi để hàn lợi mới các bạn ạ. Này làm nước mặn các bạn ạ. Làm nước mặn nó bị nó rỗ hết cả gầu rồi các bạn này. Và nó bị gãy răng. Với lợi giờ mình phải tháo cái con này ra này. Và tháo cái ốc của cái chốt này ra này, ắc này ra này. Để mình rút ắc ra và chở gầu đi các bạn này. Để làm nước mặn này nó lại kinh khủng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lổ máy để mình cho cái gầu đứng liền để nó dễ tháo các bạn ạ. Đây là cái lợi mới này các bạn này. Này nó có hai cái đường. Hai cái đường này để đắp đây các bạn này. Sau khi mà lắp vào trong cái lợi thì mình sẽ đắp hai đường hàn vào đây. Đây này các bạn này, nhìn này. Đường hàn đường này để hàn đắp vào đây các bạn này. Đây. Các rãnh này đó. Tháo được. Tháo được. Không cắt được. Tháo được. Không đủ đâu. Không muốn gãy cũng dễ lắm mà. Việc này gãy thì chắc đơn giản. Được chưa? Xong rồi gãy. Ô nào thì mới cắt. Cầm ra máy. Tôi cho nó ra nhanh đi. Không thể sáng là ông gọi anh chưa? Gọi anh gọi ông. Anh gọi ông ra lấy một cả một người ta. Ôi chết mẹ, chắc trôi mất rồi. Trôi thì phải ra chứ. Ông ừ. Nên bố tự đi làm việc ấy hả? Thì ông cất mủng thì ông phải chịu, mình biết đâu. Tự đi làm việc đi thế gì. Ờ, tháo đi. Để lại đóng cho em đỡ hỏng xe. Đóng xong rồi. Đóng rồi. Cắt nó. Cái gì gầu ấy quá. Đi thì phải làm được. Nó phép nhiều đi. Với hai. Quại thử cho nó nhẹ chưa? Ôi giời, thứ đóng ra nó đúng bài, đúng cái nút cơ. Lắp vào mới đâu ạ? Lắp vào có. Lắp vào ra. Đâu? Bây giờ mày lên mày nhắc lắc là anh đóng anh dạ ra. Không, cái này nó rơi xuống rồi. Hả? Cái nó hơi bị rơi xuống rồi, phải kích cái này nó hơi lên. Đâu mà lắc nó có được. Đấy, đóng. Anh bỏ người ra lắc gầu, không còn vương lắc anh đóng mất ra. Lắc là nó sẽ ra cái điểm nóng mà mình đóng nó ra. Thank you.
không tuột được. Đít nữa. Xong rồi các bạn ơi. Phương. Ai đi làm nước mặn này, cái ác nó bị tiện đấy các bạn ơi. Thấy mổng chưa? Đây một cái ác nữa các bạn. Cái này cũng bị tiện rất là nhiều rồi. Đã luôn cái cây vào đây để chốc cẩu lên các bạn ạ.